Ngày 25 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng công an thành phố Tân Uyên điều tra làm rõ vụ án mạng trước cổng một công ty trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, Mai Văn Mơ, 25 tuổi, quê Cần Thơ và Trương Phước Giả, 21 tuổi, quê Đồng Tháp có mâu thuẫn từ trước. Sợ bị mơ đánh nên chiều 23 tháng 7, giả nhờ anh ruột là Trương Hoàng Vũ, 29 tuổi, quê Đồng Tháp và Nguyễn Văn Trí, 30 tuổi, quê Đồng Tháp là anh rể, tới công ty tại phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên đón về sau giờ tan ca tại đây ba người này bắt gặp mơ nên đứng nói chuyện được một lúc thì phát sinh mâu thuẫn nên hai bên lao vào đánh nhau do yếu thế và bị ba thanh niên kia đánh tới tấp mơ đã rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng vũ khiến anh này gục tại chỗ nhận tin báo công an có mặt đưa các đối tượng về đồn đồng thời đưa vũ đi cấp cứu nhưng anh này đã chết vào tối cùng ngày ngoài ra vụ việc còn làm giả bị thương ở tay do mơ đâm trúng mơ cũng bị thương ở đầu do bị vũ đánh hiện mai văn mơ đã bị công an tạm giữ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ